Thưa quý vị, vào đêm qua ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong. Nạn nhân là bà Lê Kim Toàn, 40 tuổi, trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, trong lúc Toàn đang chơi ở chòi rẫy của một người dân ở thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, thì Châu Văn Cu, 39 tuổi, trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, cũng đi tới đây tìm bạn. Khi tới nơi, thấy Toàn đang lớn tiếng với một người ở trong chòi rẫy, nên Cu vào can ngăn, nhưng bất ngờ Toàn quay lại, gây sự với Cu. Bị Toàn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, Cu tức giận chạy vào trong chòi lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người Toàn, khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong. Gây án xong, Cu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Phiêu Nie, 18 tuổi, trú tại xã Yia Tiêu, huyện Chư Quynh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, trong lúc đang ngồi nhậu, Y Phiêu đã rủ Iru Pian, 18 tuổi, trú tại cùng xã đến xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột tìm đánh một người có mâu thuẫn từ trước. Trên đường đi, Y Phiêu gặp Y Thạch Cờ Nun, 17 tuổi, trú cùng xã nên đã rủ đi cùng. Sau khi chuẩn bị hung khí, các đối tượng điều khiển xe máy đến khu du lịch sinh thái Hoàng Nam ở xã Ea Cao thì thấy hai thiếu niên đang dựng xe máy hái dừa. Y Phiêu đã dùng gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người một thiếu niên, gây thương tích rồi cướp xe máy của nạn nhân bỏ đi. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng này. Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng còn lại. Ngày 30 tháng 3, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai của Nguyễn Hoàng Khang, sinh năm 2005, quê tại tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 28 tháng 3, bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1970, ngụ tại tỉnh Bình Dương, đăng thông tin lên mạng tìm con trai mất tích. Sau đó, phía gia đình nạn nhân nhận được điện thoại của Khang nói con trai của bà Nhung đang hôn mê ở Campuchia. Người này yêu cầu gia đình chuẩn bị 6.000 đô la Mỹ để chuộc con ra. Do không có đủ tiền, phía gia đình xin bớt còn lại 3.000 đô la Mỹ. Đối phương yêu cầu gia đình lên cửa khẩu Mộc Bài để trao tiền nhận con. Tuy nhiên, địa điểm giao dịch sau đó lại đổi sang quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 29 tháng 3, gia đình gặp trực tiếp nam thanh niên tại đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Khi đối tượng này đang nhận 65 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại trụ sở công an, Khang khai nhận do thấy thông tin gia đình đang tìm người trên mạng, nghi phạm đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thời gian qua, Bộ Công an đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó nổi lên thời gian gần đây là gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu kê khai thông tin tài sản. Xin được khẳng định lại, cơ quan công an các cấp tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Người dân cần hết sức lưu ý để không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo bằng cách giả danh công an, yêu cầu kê khai thông tin tài sản. Sau vài lời đe dọa, đối tượng giả danh đã yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng để kê khai tài sản cá nhân. Sau đó chỉ vài thao tác, hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân đã không cánh mà bay. Đang làm việc thì có một số điện thoại là gọi đến cho chị xưng là công an điều tra, bảo là trong tài khoản của chị là bị hack tài khoản để dùng rửa tiền cho bọn tội phạm buôn người và buôn ma túy. Nhưng mà sau đó thì bọn tội phạm lại bắt tôi là phải là chứng minh cái số tiền trong tài khoản có trong sạch hay không. Bằng cái thủ đoạn là bọn chúng xây dựng các kịch bản rất là rõ ràng, là gọi điện giả danh là nhân viên bưu điện, nhân viên điện lực, cán bộ công an, tòa án, viện sát để thao túng tâm lý, cưỡng ép lừa người dân từ cái tâm lý lo sợ của người dân, đặc biệt là các đối tượng chiếm được cái quyền sử dụng cái tài khoản của người dân, cái thông tin về cá nhân để từ đó là rút cái tiền trong tài khoản của người dân.
Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cá nhân nhận được điện thoại, người gọi tự xưng là cán bộ công an, công chức, cơ quan thuế để mời chào, dụ dỗ, dọa nạt, lừa đảo, ép doanh nghiệp cá nhân khai báo các thông tin cá nhân. Thậm chí chúng còn làm giả các quyết định của cơ quan có chức năng, sau đó gọi điện để thông báo hướng dẫn nạn nhân thực hiện các khai báo theo hướng dẫn của chúng. Thực ra thủ đoạn này nó không mới, trước đây đã có rất nhiều những trường hợp mà mặc quần áo của viện khảo sát này, hay là của tòa án hay của công an, mặc quần áo giống nghiệt gây cho xong video call gọi điện cho người dân để yêu lừa người dân là đang vi phạm vào cái đang bị vi phạm chính này kia và yêu cầu người dân hoặc gửi thông tin cũng thông tin hoặc phải làm theo những cái yêu cầu. Thì gần đây thì có một số hình thức nó tinh vi hơn, là các đối tượng bắt đầu đã có thể lợi dụng giả mạo những cái hồ sơ tài liệu cũng như hay là quyết định khởi tố này, hay quyết định vi phạm hành chính này, để tăng lên niềm tin cậy người dân, từ đó yêu cầu người dân là có thể là sao kê tài khoản ngân hàng xem giao dịch tiền ở đây như thế nào, hay là cung cấp những cái thông tin mà nhạy cảm người dân cho các đối tượng, hoặc là chuyển tiền để xử lý vụ việc ngay để tránh bị khởi tố hình sự hay gì. Cái đấy thì nó sẽ là tác động vào tâm lý của nạn nhân sẽ là nhiều hơn. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Tuyệt đối không nghe và làm theo những hướng dẫn của đối tượng lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng. Có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo để đưa cho nạn nhân chủ động điền những cái thông tin cá nhân vào, như là các cái form khảo sát để tham gia một chương trình khuyến mãi này, bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát. Thì nhiều người dân không ngần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài khoản ngân hàng, số tài khoản ngân hàng này, địa chỉ, họ tên, số điện thoại đang như thế nào. Đấy là một cách. Cách thứ hai là có thể do chính người dân bị dính mã độc thu thập thông tin trên các thiết bị cá nhân như máy tính hay điện thoại. Những cái con mã độc này thì có thể thu thập những cái thông tin cá nhân của người dân, sau đó gửi về cho những kẻ lừa đảo tấn công để thu thập. Quy trình làm việc đối với cơ quan hành pháp với người dân là làm việc trực tiếp theo quy trình gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Đồng thời không có chuyện cán bộ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Tại tỉnh Quảng Bình, hàng chục đối tượng đang bay lắc trong quán bar trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới vừa bị lực lượng công an thành phố kiểm tra, bắt giữ vào đêm ngày 30 tháng 3. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 29 đối tượng dương tính với chất ma túy. Theo đó, thì vào khoảng 23 giờ 30 phút, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Angel Club có địa chỉ tại số 125 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới. Thời điểm kiểm tra, phát hiện có 50 người, bao gồm khách và nhân viên của cơ sở, đang có mặt tại đây để nghe nhạc, sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy là thuốc lắc. Ngay sau đó, công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành test nhanh ma túy, phát hiện có 29 đối tượng dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đến quán bar này để sử dụng dịch vụ và có sử dụng thuốc lắc để tăng hưng phấn. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đồng Hới tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Bị can Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên có liên quan đến sai phạm về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại thành phố Long Xuyên. Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Huỳnh Lê Phong cùng hai cấp dưới là Nguyễn Thanh Phong, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên. Theo điều tra ban đầu, các bị can Huỳnh Lê Phong, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thiện Thanh trong quá trình làm nhiệm vụ đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho các hộ dân. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động phạm tội của các bị can. Công an tỉnh Trà Vinh vừa sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh. Kết quả cho thấy, từ thông tin do người dân cung cấp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh, điều tra khám phá hàng chục vụ án hình sự. Theo thống kê, từ ngày 8 tháng 9 năm 2023 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, đã có trên 1.000 cuộc gọi và tin nhắn đến số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Các cuộc gọi tin nhắn phản ánh tố giác nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ nhiều nội dung phản ánh. Qua đó đã khởi tố 31 vụ, 65 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm.
xử lý vi phạm hành chính 68 vụ, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 4 đối tượng. Đối với những thông tin phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự và về lễ tiết tác phong ứng xử của cán bộ chiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xác minh làm rõ, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm nếu sai phạm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đồng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn dưới hình thức ghi lô đề, bắt giữ 10 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và thành phố Hà Nội. Đường dây này do Hoàng Thế Vinh trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu. Để điều hành đường dây, Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Nghệ An có 4 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc, trong đó Nguyễn Cảnh Minh trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng. Tăng vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch trong ngày bị bắt là gần 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phan Minh Tuấn, 32 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Nhân Trạch bắt quả tang Tuấn đang mang 100 gram ma túy đi bán. Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận số ma túy trên mua tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 30 triệu đồng, mang xuống huyện Nhân Trạch bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 34 triệu đồng. Đang trên đường đi giao thì bị lực lượng công an bắt giữ. Một nhóm gồm 3 đối tượng vừa bị tổ công tác đặc biệt 123 Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, trên tuyến đường quốc lộ 60 thuộc ấp Ngãi Hòa, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tổ công tác đặc biệt 123 tuần tra phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành nên tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được 3 xe cùng 3 đối tượng: Nguyễn Nhật Linh sinh năm 1998, Trần Minh Tiền và Nguyễn Văn Châu đều sinh năm 2001 cùng trú tại huyện Long Phú. Riêng đối tượng Võ Văn Luật bỏ lại xe và chạy vào hẻm tối tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một lượng tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy, một cây dao, số tiền trên 12 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Qua kiểm tra nhanh, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy. Cơ quan công an cũng xác định xe mô tô biển kiểm soát 83C133957 mà Luật bỏ lại hiện trường là chiếc xe bị mất trộm tại xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 1 tháng 2 và hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô diễn biến khá phức tạp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và nguy cơ cao dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh, ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng. Đây là 3 thanh niên Lê Trung Kiên, Phạm Đình Phong, Trần Phúc Khang, sinh năm từ 2006 đến 2008, vừa bị tổ Y1-141 Công an thành phố Hà Nội bàn giao cho Công an phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ vũ khí thô sơ. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận do ham chơi nên tụ tập nhau ra đường. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển có bị nhóm khác tạt đầu xe nên về nhà lấy hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn. Đang đi ngoài đường thì bọn cháu bị ném vỏ chai thủy tinh với cả hạt nước bọt vào xe, xong rồi chúng nó đập xe nên là bọn cháu mới quay về. Bên tuổi trẻ lấy đồ, mà sau khi bắt đến thời điểm bây giờ cháu nhận thức đây là hành vi sai trái và vi phạm pháp luật. Thì cái việc này thì gây hoang mang cho cái người dân đi đường cũng như là gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Về cái biện pháp, công an phường đã triển khai các lực lượng tuần tra buổi tối rồi ban đêm theo kế hoạch của công an quận để làm giảm tình hình. Khi phát hiện được các đối tượng sử dụng hung khí như là đua xe thì chúng tôi là báo cáo đội cảnh sát hình sự kịp thời phối hợp mà bắt giữ cũng như là xử lý để làm nghiêm. Trước đó, công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội cũng bắt giữ 18 đối tượng hỗn chiến gây rối trật tự ở phố Lò Đúc, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu xác định do va chạm, hai nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến phố như phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Lò Đúc, Phạm Đình Hổ. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Trong lúc đánh các bạn ấy thì em sử dụng hung khí xẻng với cả gậy inox ạ. Lúc ấy em có suy nghĩ hơi bồng bột và không kiểm chế được cảm xúc với hành động của mình ạ. Thế vào đây là gặp bố mẹ chưa? Dạ rồi ạ. Thế có thương bố mẹ không? Em có ạ. Thế ở nhà bố mẹ có vẫn ở với nhau hay là bố mẹ ly thân? Bố mẹ em ly thân rồi.
trường hợp là thanh thiếu niên thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, và có nhiều trường hợp là có thể bị xử lý về hình sự. Thì nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết xuất phát từ phía gia đình của chúng ta có những hoạt động quản lý và giáo dục các em không được chu toàn. Và cái thứ hai nữa là trong nhiều trường hợp đối với lại các cái môi trường giáo dục cũng như là môi trường sinh sống của các em thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến cái quá trình mà thực hiện hành vi phạm tội. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố phát hiện 18 vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh nhau. Số vụ việc này xảy ra ở nhiều quận, huyện, từ địa bàn trung tâm đến khu vực ngoại thành. Lực lượng công an đã tiến hành nhiều biện pháp như lập chốt, tuần tra công khai và bí mật để phát hiện, bắt giữ và xử lý. Tuy nhiên, thời gian tới chuẩn bị nghỉ hè là thời gian rảnh rỗi sẽ khiến không ít thanh thiếu niên nảy sinh nhiều hành vi manh động. Vì vậy, nếu buông lỏng quản lý, không kịp thời uốn nắn, ranh giới phạm tội của lứa tuổi này sẽ rất mong manh. Hôm qua, một kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vào khoảng 19:30, đám cháy bùng lên tại kho hàng đang đóng cửa ở hẻm đường Nguyễn Văn Dung. Người dân phát hiện cháy đã cùng nhau phá cửa dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp nhanh chóng điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cùng đã dùng vòi rồng để dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, thế nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi từ trước đó và hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, trong biên chế của lực lượng cảnh sát cơ động, bên cạnh những cán bộ chiến sĩ mưu trí, quả cảm, bất chấp hiểm nguy, đương đầu với tội phạm, còn có bóng dáng của một đội quân đặc biệt, đó là những chú chó nghiệp vụ. Cảnh khuyển đã và đang trở thành một lực lượng quan trọng, tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh, giữ gìn an ninh trật tự, ghi nhận tại Công an tỉnh Yên Bái. Chui cống, leo thang, vượt rào. Đây là những bài tập hàng ngày mà những chú chó nghiệp vụ thường xuyên luyện tập để có thể tham gia vào các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Để thực hành nhuần nhuyễn các bài tập này, những chú chó phải trải qua thời gian dài luyện tập và sự hướng dẫn của các cán bộ huấn luyện. Trước tiên là chúng tôi cho rèn luyện thể lực cho chó nghiệp vụ. Đấy, ví dụ như là chạy quanh khu vực và đi những cái địa bàn tập luyện. Địa hình phức tạp hoặc là ví dụ đi cầu tập này, các thứ này với 15 động tác cơ bản và ngoài ra là huấn luyện nâng cao. Công an tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý và sử dụng 9 chó nghiệp vụ. Để phát huy vai trò quan trọng của lực lượng cảnh khuyển trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ làm công tác huấn luyện, đồng thời trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiệp vụ để ngày càng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu. Đảng ủy lãnh đạo đơn vị chúng tôi luôn luôn quan tâm, chú trọng quan tâm đặc biệt đến lực lượng cảnh khuyển trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ chiến sĩ cũng như công tác huấn luyện đối với chó nghiệp vụ để phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, lực lượng cảnh khuyển của phòng PK02 chúng tôi đã có cái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác, các phòng ban như ma túy, phòng hình sự cũng như các đơn vị công an các huyện thị khác trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm cũng như truy bắt, truy vết và cũng truy tìm liên quan đến ma túy, thuốc nổ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Hàng chục chuyên án ma túy lớn liên tiếp được khám phá, hàng trăm ca tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, tham gia cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong các đợt thiên tai bão lũ. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho những đóng góp thầm lặng của lực lượng cảnh khuyển trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân. Công tác huấn luyện thì đối với đặc thù chuyên ngành là chó nghiệp vụ thì ngoài nó là một cái công cụ hỗ trợ trong công tác đặc biệt của đơn vị thì chúng tôi còn xem nó như là một người bạn, một người chiến sĩ của đơn vị. Trong quá trình công tác và huấn luyện thì nó như một người bạn của chúng tôi. Đảng ủy lãnh đạo đơn vị chúng tôi luôn xác định một điều là phải quan tâm đến việc mà thường xuyên huấn luyện và không về chuyên môn của chó cũng như về năng lực và của cán bộ chiến sĩ để đảm bảo phục vụ công tác chiến đấu trong bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Sau những giờ luyện tập và thực hành tác chiến, cán bộ chiến sĩ và các chú chó nghiệp vụ lại vui đùa bên nhau như những người bạn, người đồng đội.
Những tình cảm đó góp phần củng cố và tạo ra sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chó nghiệp vụ và người lính trong quá trình làm nhiệm vụ. Và đó là lý do vì sao chó nghiệp vụ luôn được xem là vũ khí sống vô cùng lợi hại của lực lượng công an.